Năm học 2021-2022, trường Trung học phổ thông Nguyễn Diệt Dũng đã nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Kết quả học sinh giỏi đạt hơn 69%, trường đạt hai giải khuyến khích trong cuộc thi an toàn giao thông cho nụ cười ngày mai cấp quốc gia. Một dự án đạt giải nhì cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp thành phố và nhiều thành tích trong các phong trào thi đua. 100% giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Tại lễ tổng kết năm học 2021-2022, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy và học tập được biểu dương khen thưởng. Đồng thời nhà trường cũng tổ chức lễ tri ân và trưởng thành cho các học sinh khối 12.